thứ bảy đầu tuần của tháng 10. Lâu quá rồi mình chưa có làm video, tại vì mình rất là bận với công việc. Như hiện tại bây giờ thì mình đang thất nghiệp, cho nên mình chú tâm vào những công việc cá nhân của mình. Cho nên mình sẽ tiếp tục làm những việc gì đang bỏ dở, và đồng thời cũng dành thời gian để xin những công việc mới hoặc là đầu tư vào những cái project mới. Hiện giờ thì mình cũng đang đầu tư vào một cái project, nhưng mà họ đang duyệt đơn. Thì cái công ty đó thì họ đang cần nhiều những chi nhánh trên toàn cỡ, trên toàn nước Na Uy. Thì mình cũng xin vào để làm một trong những chi nhánh của họ. Thì đương nhiên là mình phải đầu tư với một số vốn, thì nó cũng tương xứng với những cái công ty mình đang có. Nhưng mà mình chỉ đi làm mướn cho người ta, cho nên những cái project của mình tạm dừng lại đó. Và bây giờ thì mình mới có thời gian để chú tâm vào làm những việc như vậy. Cả hơn một năm rồi, mình mới được có một đêm ngủ 10 tiếng đồng hồ. Không phải là một đêm mà hình như một tuần sau này, là từ hồi cuối tháng 9 và đầu tháng 10, mình được thoải mái, thư giãn và được ngủ 10 tiếng mỗi ngày. Cho nên mình rất là vui, dù rằng là công việc mình không có, lương thất nghiệp không bằng lương mình đi làm, nhưng mà sức khỏe của mình hiện tại, như bạn thấy tóc mình đấy, thì đã bạc rồi. Có nghĩa là sức khỏe mình không tốt như xưa nữa, mà mình được thư giãn, có thời gian để bảo vệ sức khỏe của mình tốt hơn. Rồi khi nào mình có công việc làm mới thì mình sẽ dốc sức vào để làm tốt như mọi khi mình vẫn làm. Thì đương nhiên là khi mình đi làm mướn hay làm cho riêng bản thân mình thì mình cũng không có nhiều thời gian ngủ nghỉ. Thì ngày hôm nay là ngày thứ bảy đầu tuần của tháng 10. Mình thức giấc dậy lúc 12 giờ trưa. Thì mình đã làm một ly cà phê sữa. Thường thường á, có nhiều người ta uống cà phê sữa trong một cái tách cà phê, nhưng mình thì mình thích uống vào cái ly whisky này. Thì cái loại ly whisky này thì mình cũng có thể dùng để uống cà phê, hay uống whisky, hay uống cognac. Nhưng mà mình thích cái này bởi vì nó nằm trong cái tầm tay của mình. Không có kiểu như xưa phải cầm trong cái tách thì nó có cái quai á, thì nó hơi lủng củng. Cái này thì mình thích nó, mình ôm trong cái cầm tay mình, mà nó khi mình uống cà phê nóng á, thì nó rất là ấm. Thì mình rờ mình thấy nó ấm, mình rất là thích. Thì mình uống cà phê sữa ngày hôm nay. Nếu mà mình uống cà phê sữa trễ như vậy thì mình biết là tối mình sẽ không ngủ sớm được. Nhưng mà nó đang lên cơn nghiền thì mình phải có một ly cà phê thôi. Chia. Sau khi mình uống cà phê này thì mình sẽ có một cái dự định trong ngày hôm nay, là mình sẽ đi tới tiệm bán thuốc tây để mình lấy thuốc, từ vì bác sĩ cho mình toa vào mỗi tháng. Thì thuốc chỉ là thuốc đầy hơi, từ vì món ăn Việt Nam mình á, có nhiều như là những đồ khô như là bún phở này nọ đó, thì là đúng là nó chưa có hết hạn, nhưng mà cái sản phẩm của người Á Châu
châu mình làm á, không biết là nó có trộn những gì vô hay không, nhưng mà mình không có thích ứng. Khi mà mình ăn vào á, thì mình bị đầy hơi, thì khi mình đầy hơi á, thì có nghĩa là bụng mình nó không có sườn căng to hay là cái gì hết, nhưng mà nó cứ bị đau ngay cái chỗ là giữa cái trung tâm á, trên cái bao tử mình á, thì nó cứ đau nhói nhói. Thì mình uống một viên thuốc đó vào thì nó sẽ rất là đỡ, nhưng mà cái thuốc đó nếu mà uống nhiều vào nó cũng có tốt cho những làn da, cho nên mình cũng rất là hạn chế. Chỉ mà uống khi nào mình cảm thấy là nó thật sự rất là đau thì mình mới uống. Và khi mình uống những cái thuốc như vậy ấy, thì là mình phải ở nhà, không đi làm hoặc không có ai, bởi vì cái thuốc đó là nó sẽ xì hơi ra đó, thì nó xì hơi ở phía bên dưới và liên tục. Nó không hôi nhưng mà nó có thể là gây ra tiếng động, cho nên nó một âm thanh không có tốt, cho nên mình chỉ dùng khi nào mình ở nhà một mình. Mà có nhiều loại bún, mọi loại phở cũng tùy theo hiệu, có hiệu thì hoặc là mì, thì có hiệu thì mình ăn vào không đau bụng, nhưng mà có những hiệu thì mình ăn vào thì mình sẽ rất là đau bụng, cho nên lúc nào mình phải có ở nhà. Và khi uống cái thuốc đó vào thì cái da mình nó sẽ không có tốt. Mà da mình thì là thuộc loại da khô từ hồi bé đến lớn rồi, cho nên mình phải có một cái loại thuốc, toa thuốc từ bác sĩ đó, là lúc nào mình cũng bôi lên. Hồi xưa, không phải hồi xưa mà rồi cách đây 2 năm á, thì mình hay dùng mua những loại thuốc kem bôi mặt á, mỹ phẩm rất là mắc tiền. Có một lọ như vậy là 5-6 ngàn. Một lọ như vậy mình có thể dùng tới 2 tháng. Nhưng mà bác sĩ nói là không nhất thiết, cái loại da của mình như vậy á, thì không nhất thiết phải dùng những mỹ phẩm đắt tiền, chỉ dùng cái loại kem mà bác sĩ cho mình để bôi da, có thể là bôi trên mặt được. Thì cho nên mình dùng, từ khi đó đến giờ thì mình dùng kem của bác sĩ, tiết kiệm cho mình rất là nhiều tiền. Và bác sĩ nói rất là đúng, là rất có hiệu quả. Những cái loại kem mà làm đẹp đó, nó chỉ không biết nó có thật hay không, nhưng mình có một thời gian cách đây 2 năm, mình rất là nhiều tàn nhang, rất là khô thâm đen, là bởi vì mình hay nhuộm tóc màu đen. Thì khi mình nhuộm tóc thì mình không có cúi đầu xuống mình xả nước, thì mình cứ đứng như vậy mình xả, thì cái phẩm đen nó chảy xuống da mặt, thì nó làm da mặt mình bị thâm đen và rất là tệ. Thì lúc thời gian đó mình đi Nhật Bản, đi Thái Lan, thì mình cũng có bị dụ là mình mua một loại kem, tổng cộng hết tất cả một cái combo của nó là 50 ngàn, 50 ngàn krone nữa nha các bạn. Thì bây giờ mình dùng hết rồi, mình chỉ còn lại một hai lọ là kem rửa mặt thôi. Nhưng mà cũng có thể cái loại kem đó đúng. Rồi từ đó trở đi mình bắt đầu mới dùng cái kem của bác sĩ ý đưa cho mình, là kem dưỡng da. Còn cái kem mà mình mua Thái Lan có thể là một loại kem giúp mình trở lại một cái trạng thái bình thường. Rồi khi mình trở lại bình thường rồi thì mình sẽ dùng kem của bác sĩ. Thì bây giờ mình uống ly cà phê xong thì mình sẽ đi ra tiệm thuốc tây để mình lấy thuốc. Ở Naui này á, khi mà bắt đầu vào tháng 10, tháng 11 á, thì không khí rất là lạnh. Vào đêm thì rất là lạnh, lạnh gần như là vào mùa đông, nhưng mà chỉ là không có tuyết. Nhưng mà có thể là tại vì mình ở ngoài trung tâm Oslo, cho nên cái lạnh của mùa đông nó đến sớm hơn những cái thời điểm mà trước đây mình ở trong trung tâm thành phố Oslo. Mà khi mà cái thời điểm không khí lạnh nó tràn về đó, thì mình nhớ lại những món ăn của người Na Uy. Đó là món tiếng Na Uy gọi là forecourt. Forecourt đó là làm từ thịt cừu. Thì cái món thịt cừu đó nó sẽ nấu với bắp cải trắng, bắp cải xanh, chứ không có nấu với bắp cải đỏ. Thì nó không có chế biến gì rườm rà như những món ăn Việt Nam, thì mình chỉ có thịt cừu. Nếu mà muốn ngon thì mình mua thịt cừu non,
Nếu mình thích thì mình có thể mua thịt cừu có xương hoặc là không xương tùy mình. Nhưng mà nếu có xương á, thì mình nấu nhiều nước thì cái nước nó rất là ngon hơn là thịt cừu không có xương. Nhưng mà nếu mình mua cừu non á, thì nó thơm và ngon và mềm hơn là thịt cừu già. Thì sẵn tiện là mình đi lấy thuốc thì mình sẽ mua thịt cừu và bắp cải. Thì khi mình nấu món đó thì nó chỉ có là cái lá tiếng Âu thì nó gọi là lơ la với lại tiêu sọ, tiêu hột á. Với một mình thì thường hay nấu với lại muối, có tỏi, với một ít hành và nấu với rượu vang trắng. Nhưng mà tại vì mình còn nửa chai champagne thì mình sẽ dùng nửa chai champagne đó thay vì mình sẽ dùng rượu trắng. Cứ vào những cái mùa này đó thì là người Na Uy họ ăn thịt cừu. Thịt cừu như mình nói nó gần như là món súp hoặc gọi là nó, tiếng Anh gọi là grit đó. Nhưng thì mình thịt ăn là nó giống như để nấu loãng loãng á, để mình ăn với bún. Hoặc là ăn với khoai tây, người Na Uy thì ăn với khoai tây. Nhưng mà mình thì mình thích ăn với bún. Nếu mình nấu có nhiều nước chút thì mình sẽ ăn với bún. Khi mà mình nấu xong rồi thì mình một khi trước khi ăn á thì mình hâm lại, thì mình bỏ cái đinh hương với hồi hương của mình vô thì nó sẽ có mùi thơm. Không có nhiều mùi thịt cừu thì mình có cảm tưởng giống như mình gần như mình nấu phở vậy đó. Thì mình sẽ ăn được với bún. Còn nếu mình ăn kiểu Na Uy á, ăn với khoai tây á, thì mình sẽ không có bỏ đinh hương, hồi hương, hành nướng, gừng. Nhưng mà mình nấu theo kiểu Na Uy trước, tại vì mình muốn ăn theo kiểu Na Uy trước. Xong rồi cái số còn lại á, thì mình sẽ đổ thêm nước vào, rồi mình bỏ đinh hương, hồi hương, hành nướng và gừng vào. Mình nấu lên loãng loãng một lần nữa thì mình sẽ ăn được với bún. Cái mùa này nó rất là thích hợp ăn với thịt cừu, nó rất là lạnh lạnh. Thì mình sẽ nấu, hôm nay mình sẽ nấu món phô rì khô tiếng Na Uy. Rồi cuối tháng này mình sẽ làm món thịt chiên hoặc món thịt nướng. Để cho các bạn xem là một người lớn tuổi sống một mình, cuộc sống một mình của một người lớn tuổi như thế nào. Mình thì nói là mình lớn tuổi từ vì con mình năm nay 40 tuổi rồi, cháu ngoại của mình năm nay 18 tuổi rồi, cho nên rằng là mình nói mình lớn tuổi. Nhưng nếu mà so với những người khác thì có lẽ họ còn lớn tuổi hơn mình nữa. Thì hôm nay thứ bảy thì những cái siêu thị nó cũng đóng cửa trễ, những cái trung tâm buôn bán thì nó cũng có thể đóng cửa từ 5-6 giờ. Bây giờ thì cũng là khoảng 3 giờ chiều rồi, thì mình phải đi trước khi mà những cái siêu thị đó nó đóng cửa. Rồi tí nữa mình về thì mình sẽ làm món ăn và quay phim cho các bạn xem, và mình sẽ có một đôi lời tâm sự với các bạn cho vui. Bởi vì khi mình ở một mình không có đi làm nữa thì có nghĩa là mình không tiếp xúc với ai hết. Mà mình ở đây Na Uy này 40 42 43 năm rồi, mình không có nhiều bạn bè và mình không có tiếp xúc với ai. Mình cũng không có tiệc tùng hay là gia nhập vào những cái đoàn phái nào hết. Cho nên nếu mình không biết sống cho bản thân mình thì có thể rất là dễ bị trầm cảm. Thì những cái video này mình chia sẻ với mọi người cho vui. Đó là cũng một hình thức bảo tồn sức khỏe và tâm thần tâm lý để chống những cái bệnh gọi là bệnh trầm cảm. Thì khi mình lên phim thì có thể có đôi bạn có những lời gửi thăm đến mình, chia sẻ tới mình. Khi mình trả lời không trực tiếp nhưng mà cũng là một niềm vui, phải không các bạn? Thôi bây giờ mình phải đến giờ mình phải đi rồi.
Thì có gì tí nữa mình sẽ nói chuyện tiếp các bạn nhé. Ok, bye bye. Mình sẽ nói chuyện sau nha. Làm duyên làm dáng một chút thôi mà. Bây giờ thì mình cũng đã mặc áo khoác rồi. Đó, mình chuẩn bị đi ra siêu thị để mua thức ăn cũng như là đi lấy thuốc. Các bạn theo mình nha. Lần đầu tiên mình quay phim. Đây là dưới hầm. Dưới hầm là để xe. Đây thì tất cả các đường hầm á, hay là thì luôn luôn nó để hệ thống điện tự động, có nghĩa là khi mình nhấn thôi thì nó sẽ bật điện, thì tiết kiệm rất là nhiều điện. Đây là giò đào sen. Xe mình thì có sạc điện cho nên nó cũng tiết kiệm cho mình được rất là nhiều. Đây là xe của mình đây. Hôm bữa thứ hai thì mình có đi thay bánh mùa đông rồi. Đây. Giờ mình sẽ lên xe đi thôi. Thì khi mình lái xe á thì không được quay phim, bởi vì mình có bị cảnh sát chặn lại một lần. Nó hỏi mình là nói chuyện điện thoại trên xe hả? Mình nói là không, mình không có làm chuyện đó. Nhưng mà nó không tin. Nó thấy trên xe mình có nhiều camera thì nó hỏi tại sao mày gắn nhiều camera trên xe vậy. Thì mình nói là về bảo vệ xe thì mình phải có camera trên xe thôi. Đó. Nhưng mà cũng rất là nguy hiểm, nó khi nó tình nghi mình nói chuyện hay làm quay phim trên xe thì không tốt. Cho nên mình tạm dừng nơi đây các bạn nha. Rồi có gì mình nói chuyện sau nha. Bây giờ thì mình cũng tới cái siêu thị để mua thức ăn và cũng như là mình lấy toa thuốc. Mình đang ngồi trong xe. Bây giờ mình phải đi ra ngoài đây. Thank you.
Thank you.
Cho nên khi về nhà thì mình no rồi, mình không dùng bữa ở nhà nữa, mình chỉ lên giường ngủ thôi. Nhưng mà khi mình thất nghiệp thì mình có thời gian làm cơm ở nhà. Dù là mình ở một mình nhưng mà mình vẫn nấu ăn rất là thịnh soạn. Rất là thịnh soạn, nhưng mà mình nhỏ con cho nên mình ăn một món là đủ rồi. Thì đây là cái món mà mình đã nấu lúc nãy, đó là món phô rì khôi. Cái món mà người Nubi thường ăn vào những ngày hay là coi đúng nói là vào mùa thu, khi mà trời hơi lạnh lạnh. Thì những cái mùa này thì người nông dân á, họ xả thịt cừu rất là nhiều, bởi vì cừu nó được nuôi, được chạy ăn uống ngoài trời vào mùa hè. Cho nên đến mùa thu, thường thường là người ta bắt đầu nói hơi không hay nếu mình nói là khi mình nói là giết thú vật, phải không? Đó thì là giống như là sát sinh á, thì mình cũng không muốn nói đây. Nhưng mà đại khái là những cái loại cừu thì được thả nuôi thoải mái vào những tháng mùa hè.
Thì khi đến mùa thu vào thì là những người nông dân họ bắt đầu cho ra sản phẩm cừu, thịt cừu nên giá rất là tương đối, vì tại vì mình mua đúng mùa thì rất tươi và ngon, cho nên thường thường người dân Na Uy họ hay ăn món gọi là fårikål, có nghĩa là thịt cừu nấu với bắp cải trắng đó, hay là gọi là bắp cải xanh đó. À, chỉ nói vậy thôi chứ không có nhiều gia vị gì hết, rất là đơn giản nhưng mà cái mùi của nó đó rất là thích hợp vào những cái không khí vào mùa thu, có nghĩa là hơi lạnh, không khí ngoài trời hơi lạnh mà mình ngửi cái mùi thịt cừu nấu chung với bắp cải đó. Cho nên nó rất là hợp với nhau, cho nên mỗi lần mà đến mùa thu đến đó, là mình thường hay nhớ đến món này và mình thích, rất là thích ăn món này, mà đúng ra thịt cừu rất là tốt. Rồi khi mùa cuối mùa thu á, thì bắt đầu là người ta những cái boutique á, hoặc là nông dân á, họ đưa ra một sản phẩm đó là thịt heo. Thì người Na Uy thường thường là ăn thịt heo quay đó vào lễ Noel đó, thì có nghĩa là cuối mùa thu thì bắt đầu trong tất cả những boutique đều có bán thịt heo ta chỉ đó, rất là rẻ, hoặc là thịt mình thịt xay nhuyễn để mà mình giống như Việt Nam mình gọi là làm chả giò đó, thì người Na Uy họ cũng làm gọi là chả mà họ giống mà chả chả viên á, nhưng mà nó không có giống cái của Việt Nam mình, có nghĩa là nó bở chứ nó không có dai như cái của mình, như chợ như chả của mình, nhưng mà tự vì người Na Uy họ không có thích ăn nó dai đó, họ thích ăn bở như vậy đó, cho nên giờ mình có muốn làm theo kiểu của mình đi chăng nữa thì người Na Uy họ cũng thật sự không có thích lắm đâu, họ thích chỉ là người Việt mình thích thôi, chứ họ, nếu họ có khen là cái gì lịch sự họ khen những món ăn của mình, chứ cái món đó là món truyền thống của họ đó, từ lúc cha sanh mẹ đẻ ra là đã được ăn những món đó cho đến lúc lớn tuổi và lúc già và lúc mất đi. Thì nếu mà có thưởng thức chả của mình đó, thì họ cũng lịch sự họ khen ngon thôi, nhưng mà đối với mình là ngon nhưng mà đối với họ là không ngon. À, thì cái món cừu này của mình cũng vậy, mình nấu bây giờ cũng vậy, đối với người Na Uy thì họ thích nhưng mà đối với người Việt Nam mình không thích, nhưng tự vì cái món này không thể ăn được ở Việt Nam, một xứ nóng thì nó rất là nồng, nó rồi cái khí hậu bên ngoài nó nóng và mình ăn những mùi nó gay á, nó không có hợp, nhưng mà ở xứ đây á, thì môi trường nó khác, nó thoáng, nó rộng, nó mát lạnh, cho nên cái món ăn này á, nó rất là hợp. Thì hôm nay mình đã nấu rồi thì mình sẽ cho các bạn xem mình ăn như thế nào. Thì mình ăn hôm nay thì mình rất là ngấy khoai tây, mọi khi thì mình ăn khoai tây mà tự vì mình làm ở hotel nhiều đó, mình ăn khoai tây nhiều quá rồi, rồi vừa rồi mình làm ở canteen đó, mình cũng ăn quá nhiều khoai tây nên mình cũng hơi ngán, cho nên hôm nay thì mình ăn với cơm. Thì để cho các bạn xem một bữa cơm món ăn truyền thống Na Uy vào mùa thu của người Na Uy thì như thế nào. Mình thì người Việt Nam nhưng mà mình sống ở Na Uy lâu rồi thì mình cũng có một phần nào cũng tương đối hơi hơi giống người Na Uy một chút. Ok, thì các bạn xem đây nha. Đây là dĩa cơm của mình đây. Mình chuẩn bị ăn cơm đây các bạn. Ăn món này thì mình phải bắt buộc phải ăn dao nĩa tại vì nó có thịt á. Thịt như mẹ nãy mình cho các bạn xem á thì mình nấu nguyên cục to, không có thể mà gấp đũa đưa lên miệng mà cắn giật giật không có được. Đây. Đây.
đây mình đã nấu rồi. Mình thích cái nồi này lắm các bạn ơi. Cái này nó rất là tiện lợi, là mình có thể dùng để ăn lẩu, hoặc là mình có thể nướng, hoặc là mình có thể chiên trên cái nồi này. Đó. Thì như nãy các bạn thấy đó, thì mình nấu thì nó có một lớp thịt ở dưới và có một lớp bắp cải ở trên. Thì bắp cải mình không có thích nấu nhừ, mình thích ăn mà nó còn sực như vậy. Thì mình cũng hầm cái này thì khoảng nửa tiếng rồi. Thì mình hy vọng là thịt nó mềm, tại vì nếu mình mua thịt mà cừu non á thì thịt nó mềm, nếu mà mình mua thịt mà cừu già đó thì thịt nó rất là dai. Thì người Na Uy á, họ ăn cái này với khoai tây, rồi họ nấu thêm làm thêm cái saus, mà cái saus gọi là saus saus trắng á, nhưng mà tại vì mình không có ăn với lại khoai tây cho nên mình không có làm cái saus đó, mà mình ăn theo kiểu Việt Nam. Thì khi mình ăn cái này nè thì mình cũng có thể bỏ tương ớt nếu mình thích đó. Thì mình thấy mình ăn theo kiểu Á Châu mà, thì nó cũng hợp thôi. Rất là ngon. Đây là món mà mình đã nấu chín rồi các bạn ạ. Các bạn thấy một miếng thịt không? Rất là ngon. Và thêm một vài miếng bắp cải. Mình thích cái chảo nấu này lắm, từ vì khi mà các bạn mà có đun sôi á mà nó có trào ra ngoài ấy, thì nó cũng trào ra cái vành, chứ nó không có trào ra ngoài ngoài nền nhà hoặc là ra ngoài bàn. Mà cái chảo này á mình có thể nấu ngay tại bàn, từ vì mình ở một mình á cho nên nó rất là tiện. Nó có một cái nồi ở trong này nữa, nhưng mà mình nấu thẳng xuống đây luôn. Đó. Từ vì trong cái nồi kia thì nó có chia hai ngăn thì rất là khó nấu cho mình, cho nên mình lấy cái nồi ra. Mà nếu mà như mình ở một mình á thì nếu mà mình nấu trong cái nồi đó thì mình có thể bưng cái nồi đó ra rồi mình cất vô tủ lạnh, rồi ngày hôm sau mình bỏ vô trong cái lòng chảo này mình hâm lên, thì rất là thuận tiện cho mình khi mình ở một mình và ăn một mình. Đấy. Thì mình thích nấu cái nước nó lỏng như vậy. Người Na Uy á thì họ nấu cái nước nó đặc một chút, có nghĩa là họ họ rắc một ít bột. Đó. Khi họ bỏ thịt vào thì họ rắc một ít bột bột khoai mì, hay là gọi một tiếng Việt là mình dùng bột năng cũng được, hay là bột bắp cũng được. Nói lộn, bột bột khoai tây, nói lộn bột khoai mì. Đó. Thì mình thì mình không thích ăn cái nước nó đặc. Thì người Việt Nam mình á thì ai cũng biết rồi, mình hay ăn bún bò phở này nọ, mình quen ăn những cái nước lỏng như vậy rồi, ăn canh ví dụ. Nhưng mà người Na Uy thì không có vậy, nước nó phải sệt để khi mà người ta ăn với khoai á, đúng không? Thì nó dễ, giống như gọi là sâu sắc. Thì đây là một phần ăn của mình. Thì đây mình có một phần cơm. Đây là một bữa ăn của mình đấy các bạn. Cơm, thịt. Còn đây là ly cà phê. Rồi nãy mình làm xong thì bây giờ mình bỏ thêm đá lên nữa, thì là một cái ly cà phê sữa đá. Và khi mình ăn xong thì mình cho một vài ngụm này, bởi vì mình không có ăn dessert cho nên rất là thú vị. Đấy các bạn. Thì như nãy mình nói đó, nếu mình muốn thì mình cũng có thể
mình chưa ăn, cho nên mình cũng không biết là cái vị nó như thế nào trước khi mình cho tương ớt vào. Đó là một bữa cơm của mình, dù là mình ở một mình nha. Đối với mình đó thì không thành vấn đề là ở một mình hay mấy mình hả? Cái quan trọng đối với mình là có một bữa cơm đủ no. Cái chảo này rất là tiện và lợi, cái vòng bên ngoài là mình cũng có thể nướng, thì mình có thể bật nóng lên lại. Nếu mà mình ăn hai món, có một món canh và món nướng, thì mình nấu món canh ở trong rồi món nướng ở ngoài đó, thì mình có được hai món. Còn nếu không mình muốn ăn mà chiên á, thì mình chiên chả giò đây, xong rồi mình để ra ngoài trên này cho nó chảy mỡ ra đó, thì cái bánh á, nó sẽ ít mỡ hơn và nó giòn hơn và lúc nào nó cũng nóng. Hoặc là mình muốn ăn lẩu đó, mình ăn lẩu ở đây rồi khi mà mình thấy nó sôi quá đó, đó thì mình sẽ gấp ra mình để bên này, thì để cho thịt nó không có quá cái độ chín của nó đó. Cho nên khi mình ở một mình á, mình có cái này mình thấy rất là tiện. Từ khi mình có cái này rồi mình ít có cái nào mà nấu trong bếp lắm, tại vì mình nấu luôn cái này thì mình để trên bàn mình ăn tại chỗ luôn đó. Còn mọi khi thì mình nấu trong bếp, thì nhiều khi mình nấu xong á, mình múc ra bàn mình ăn á, mình thấy nó rất là có một cái gì đó như là nó rất là cô đơn, nhưng mà khi ăn kiểu này thì mình thấy rất là vui, rất là thích, dễ nấu và dễ cất và dễ sử dụng. Cái này nó rất là mau nóng luôn các bạn, nó nóng gần như là bếp ga luôn đó, và nó nhanh như là bếp ga luôn. Mới đầu thì mình tính mua cái bếp ga mà loại mà lít ga để mà chiên chả giò mà loại mà 3.000 W á, để mình chiên chả giò ngoài ban công. Nhưng mà từ khi mình có cái này rồi mình thấy không nhất thiết phải có cái kia nữa, mình sẽ mua cái lò bằng ga đó, với điều kiện là để mình nấu với số lượng đông khi mình mở tiệm. Nhưng mà nếu mình ở một mình như vậy á, mình cũng có thể đem cái này ra ngoài ban công mình chiên chả giò ở đây đó, thì nó sẽ không có hôi nhà. Rồi nếu mà mình như mình nấu món này mà mình sợ nó hôi trong nhà, mình cũng đem ra ngoài ban công mình nấu, tại ngoài ban công mình nó cũng có lỗ cắm điện đó, thì mình cắm điện mình nấu xong rồi mình mang vô trong nhà đó, rất là tiện và rất là lợi. Mình có mua cái này một lần rồi, có một cái hãng nó gửi cho mình bị bể, xong rồi may quá là mình đặt lại một cái chỗ hãng khác thì nó cũng có cái này cho mình. Thì mình rất là thích cái này, tại vì mình không có thích mà cái độ nóng nó thấp mà chờ lâu, cái này nóng rất là nhanh và rất là mau. Ok nha các bạn, mình thử ăn thử là mình nấu có vừa miệng không. Rồi tí nữa thì mình sẽ thêm tương ớt sau các bạn nha. Cái độ mềm như vậy nè, cái độ mềm này là vừa phải cho nên mình rất là thích. Chứ nó không có quá mềm mà cũng không có quá dai. Những người già lớn tuổi đó thì họ thích ăn mềm tại vì răng họ yếu đó. Còn mình thì như vậy là vừa vừa đủ. Có nhiều người thì họ hầm rất là lâu. Ngày xưa đó thì mình mới qua thì mình không biết, mình mua mình cứ ham rẻ đó, mình mua những cái loại thịt cừu mà thịt cừu già đó nó dai, thì mua cái loại cừu già nó dai thì mình phải hầm rất là nhiều ngày, nhiều tiếng và nhiều giờ. Còn cừu non á thì trong vòng nửa tiếng là vừa đủ, như mình nấu đây là chỉ nửa tiếng thôi là vừa đủ, có nghĩa là mình nấu 15 phút xong rồi mình tắt máy, mình để đó, đậy nắp lại để đó, xong mình đi chợ, đi búa, đi làm những công chuyện gì đó, nửa tiếng sau thì mình hâm lại một lần nữa 15 phút, xong rồi mình bắt đầu ăn, là nó vừa có độ đủ mềm, chứ không nhất thiết là mình phải nấu liên tục trong vòng nửa tiếng đồng hồ thì cái nước nó sẽ bốc hơi đi, nó không còn cái mùi thơm của rượu trắng nữa. Cho nên mình nấu cầm chừng như vậy thì cái mùi rượu nó còn nằm trong thịt,
mà khi mà mình đậy nắp mình để trong vòng 1 tiếng 2 tiếng rồi mình mới hâm lại lần nữa thì cái độ nóng của rượu đó nó thấm vào thịt và nó làm cho thịt nó mềm hơn, thay vì mình phải nấu liên tục cái miếng thịt nó không có kịp mềm. Nhưng mà mình nấu nửa đoạn 15 phút mình dừng lại, rồi 15 phút sau mình nấu tiếp thì cái miếng thịt nó sẽ đúng theo cái ước muốn của mình. Bây giờ mình ăn thử nha các bạn, mình để mình xem thử là nó như thế nào, có đủ mặn không. Thì mình hay thích ăn cay lắm thì có cần phải dùng tương ớt hay không nha các bạn. Vừa rồi. Vừa mặn luôn. Lúc nãy mình có rắc muối tỏi nó vừa đủ luôn, vừa đủ mặn luôn, rất là ngon. Khi mình ăn những món này nè, nó phải đúng mùa. Nếu mình ăn không có đúng mùa á, nó cái khẩu vị á, nó không có tăng cái khẩu vị cho mình, cho nên mình ăn phải đúng mùa. Thịt rất là mềm, dẻo, không có hôi. Thì nếu mình muốn mua ăn thịt lam á, mình đừng có mua thịt bỏ tủ đá. Thịt lam mà nó bỏ tủ đá đông lạnh rồi mình mới mua á, thì ăn nó có mùi gay lắm. Mình phải mua thịt tươi. Thịt nó hơi mắn một chút nhưng mà nó ngon và không cần nhiều thời gian nấu. Tất cả cái gì nó cũng có cái giá của nó các bạn ạ. Nhưng mà mình thì thích ăn cay, mình để mình nấu thì mình cũng quên bỏ ớt, thì có thể là mình sẽ dùng một tí tương ớt đó, để cho nó có cái độ cay. Người mình thì ăn như vậy chứ người Hawaii thì họ không ăn như vậy. Mình dùng Tabasco, tại vì nó có cái độ chua. Giống như hồi nãy mình cũng có nói với các bạn đó là nếu bạn thích mà nó có mùi của Việt Nam á, mùi ăn của Á Châu mình á, thì các bạn có thể bỏ đinh hương, hồi hương và gừng cùng với hành nướng thì nó sẽ có thêm gia vị của cái mùi Á Châu của mình. Rất là ngon. Đúng mùa. Và nó tăng đúng cái khẩu vị.
Thường thường á, cái món này á, qua ngày hôm sau á, để qua ngày hôm sau á, thì nó ăn càng ngon hơn. Tại vì cái thịt á, nó thấm gia vị. Và cái bắp cải này nè, cái bắp cải này người ta có thể làm bắp cải chua mà có thể để rất được bảo quản được rất 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 là lâu, cho nên nếu mình có để qua một ngày hay một tuần nó cũng không có bị hư, nếu mình để đúng vào nhiệt độ rồi khi mình ăn mình hâm lại, chứ không phải nói là mình để lâu một tuần mình để ngoài trời rồi không có bịt kín gió lại thì nó cũng bị hư. Có nghĩa là mình phải để vào tủ lạnh rồi phải bịt kín để không có cho hơi gió nó vào. Thì đương nhiên các bạn biết rồi, những món này mà mình để trong tủ lạnh có mùi cừu, mùi lam thì nó sẽ làm hư hết những món ăn khác. Thì đương nhiên mình phải bọc kín phải không bạn? Còn lại ngày mai mình sẽ làm ăn, bỏ thêm gia hương, tinh hương, ngũ vị hương, hành, gừng vào để mình ăn với bún. Cái nước này là nước rượu vang cộng với nước thịt và nước cải. Nhưng mà khi mình nấu thành món của mình thì đương nhiên là mình sẽ cho thêm nước nước súp gà vào để nó có thêm cái lượng nước để mình ăn với bún. Rất là ngon luôn các bạn. Nó không có cái mùi lòng của thịt cừu đâu. Bởi vì cái mùi bắp cải này nè, nó lấn át cái mùi cừu này, cho nên nó không có nồng và hôi như các bạn tưởng. Món này là món truyền thống của người Na Uy đó, là nấu như vậy không có một thêm một cái gia vị gì hết. Còn nếu các bạn sợ nó hôi nữa thì các bạn bỏ thêm một vài lát vỏ quýt hay là vỏ chanh hay là vỏ cam. Cũng một cách nấu nhưng bạn có thể chế biến theo khẩu vị của người Á Châu hoặc là Âu Châu như mình nói. Hồi nãy mình đi boutique siêu thị, mình về đến nhà mình mở cửa, ôi cái mùi mình nấu à, nó làm cho mình cảm thấy đói. Lúc nãy mình đi siêu thị mình đâu có thấy đói đâu, mình đi ngang qua những hàng bánh, hàng trái cây, mình đâu có thấy đói. Về tới nhà mình nghe mùi cái món ăn mà mình đã nấu, chính tay mình nấu, cho nên mình đói ngay và mình muốn thưởng thức cái thành quả của mình, cho nên nôn nao phải đi ăn liền. Nhưng mà bây giờ thì cũng là 7 giờ tối rồi, cho nên mình ăn cũng đúng giờ thôi. Nhưng mà hôm nay mình sẽ cố gắng ngủ sớm để dậy sớm. Đồng ý là mình thất nghiệp nhưng mà mình cũng phải tập một cái thói quen.
Bây giờ mình mới biết là tại sao mấy người Hồi giáo họ không ăn thịt heo. Bởi vì thịt cừu á, nó có cái ngon đặc biệt của thịt cừu. Mình không thể bỏ qua thêm một miếng nữa mọi người. Nhưng mình nghĩ miếng này mình không ăn hết đâu. Nhưng mà chỉ có một mình ăn. Cho nên á, dù là mình đã bỏ vào cái dĩa của mình rồi, nhưng mà mình cũng có thể sang lại vào trong đó. Miếng này thì hơi to đấy nha. Mình thưởng thức cái thành quả của mình. Đó là lý do mà tại sao khi mình đi chơi hoặc là mình ít có kỳ nào vô nhà hàng lắm. Tại vì cũng một cái giá mình trả bằng một cái giá mình đi chợ mà mình có thể ăn cả tuần lễ. Chén bát đũa muỗng trong nhà hàng thì đương nhiên chắc có lẽ là nó cũng đẹp, thì mình làm hotel rồi mình biết, nhưng nhà mình cũng đâu có tệ, thì khung cảnh của mình cũng đâu có thua kém gì nhà hàng. Tại sao phải bỏ chi phí rất là nhiều tiền để vô nhà hàng? Rất rất là ngon luôn. Có ai cho rằng là ở một mình không thể hưởng thụ như những người có gia đình và có con? Mình ở một mình nhưng mà mình thích nấu những món ăn đặc biệt thì mình vẫn hưởng thụ được như thường các bạn nhé. Và khi mà mình nấu thành công á thì mình rất là hãnh diện là mình đã làm được. Và cái khẩu vị nó cũng không khác gì ở nhà hàng. Mm.
không có chỗ chê nổi. Rất là ngon. Có thể là mình quá đói bụng, tại vì mình thức dậy trễ, mình không ăn trưa, cho nên chỉ ngày có một bữa, cho nên mình có thể mình vì lý do đó mình thấy rất là ngon. Với lại mình mới đi ra ngoài trời nữa, mình đi dạo một đoạn, cho nên về nhà ăn được bữa cơm nóng thì mình thấy ngon. Ăn chúng một miếng tiêu nó cay cay, đã lắm bạn, nó cay không phải như cay ớt nên nó rất là ngon. Xong cái cay ớt này á thì nó hợp với lại thịt cừu, cái độ cay này nó càng làm giảm đi cái sự tanh của thịt, nhưng mà nó đâu có tanh hôi gì đâu, rất là ngon. Đúng ra nó còn ngon hơn thịt heo á. Thịt rất là mềm, dẻo, tươi. Mình ăn thịt tươi mình biết liền à, nó không có gay, nó có hôi. Còn thịt mà khi mình bỏ tủ đá thì nó gay, nó hôi. Bữa cơm của mình coi như là gần chấm dứt vì nó quá ngon. Nghĩ là chắc trước khi mình đi ngủ phải ăn với một tí với tô bún trước khi đi ngủ, tại nó ngon quá. Khi mình có một bữa cơm ngon, cái cảm tưởng của mình đó là rất là sung sướng và rất là hạnh phúc. Đời người mình sống để làm gì? Mình sống để ăn hay là mình ăn để sống? Phải không các bạn? Nó có hai nghĩa khác nhau.
để qua đêm á, thì ngày hôm sau mình nấu hâm lại á, thì cái lớp mỡ trên á mình vớt mình bỏ đi. Thì mỡ nó này không có hôi, nhưng mà mình ăn thịt mỡ thì cũng không có tốt. Cho nên á, như bây giờ thì nó nóng, cho nên mỡ và nước nó lẫn lộn với nhau. Nhưng mà khi mình để qua đêm rồi á, thì ngày hôm sau á, thì mình sẽ thấy lớp mỡ nó nằm ở trên. Thì mình vớt bỏ lớp mỡ đi, rồi mình hâm lại, mình ăn lại. Mình cắt không, thịt nó không có dai. Rất là khô và rất là dẻo và rất là ngon. Những cái công đoạn nấu rất là nhanh và nó rất gọn và rất là tiện. Khi mà gần đến Noel mình sẽ nấu món truyền thống Naui cho các bạn xem nha. Mình ăn chỉ có một góc này thôi. Người ta nấu á, người ta chỉ bỏ 2 hoặc 3 lá hay là bra này thôi. Mình biết tiếng Việt đâu là gì. Mà đối với mình á, thì mình để vào rất là nhiều, để cho nó trong cái mùi hôi của lamb. Tiện và lợi của cái nồi nấu này là khi mình nấu nước thì nó có trào, nó cũng trào ra đây, là một. Hai nữa là cái này cũng giống như là một cái dĩa mình có thể đưa ra bàn để ăn. Còn nếu mình nấu trong nồi á thì mình phải múc ra tô hoặc ra dĩa mới đưa ra đây. Nhưng mà mình đưa ra cái này á thì nãy giờ nè, nó vẫn còn cái độ ấm của nó, thì thức ăn ở trong nó lúc nào nó cũng nóng và ấm. Thì ở đây ở xứ lạnh đó, cho nên mình đưa ra đồ ăn á là chỉ trong chốc lát là đồ ăn nó lạnh và nó đóng mỡ lên trên. Nhưng có cái này rất là tiện ích à, thì nó bật nhiệt độ ở đây. Khi mà thức ăn nó lạnh á, mình bật lên là nó nóng ngay. Và mình cũng phải hâm nóng lại trước khi mình để cho nguội rồi mình cất để vào ngày mai. Tại vì hồi nãy giờ là mình, dù là mình không có dùng muỗng đĩa của mình để mình múc vào đây, nhưng mà mình cũng hơi xoáy trộn một chút, cho nên mình phải hâm lại một lần nữa rồi mình chờ nguội thì mình cất vào tủ lạnh.
là ngon các bạn. Ngon không thể diễn tả được. Nhưng mà mình no rồi. Gần đến Noel, vì lễ Noel của Noel, mình sẽ làm những cái món truyền thống cho các bạn xem nhé. Thì bây giờ mình đang hâm cái này lại một lần nữa trước khi mình để nguội và mình mang cất. Mình ăn hết nửa chỗ cơm này rồi. Các bạn thấy không? Chút xôi á. Bạn thấy là cái độ nóng của nó rất là nhanh phải không? Mình mở lên trong tích tắc là nó bùng lên, nó sôi liền. Cho khi mình cái độ nóng mà nó nhanh như vậy á, thì khi mình chiên á, mình chiên khoai tây hay là hôm qua mình có chiên khoai tây mình ăn, thì cái độ mà độ giòn của nó đó rất là đủ tiêu chuẩn. Tại vì nếu mà cái độ nóng của nó rất thấp á, thì khi mình ăn, mình chiên á, thì nó sẽ ra nước. Cái độ giòn của nó không có. Cho nên đó là lý do tại sao mà người ta thường dùng bếp ga nhiều hơn bếp điện. Bữa cơm của mình cũng xong rồi các bạn nha. Rất là ngon. Rất là tiện. Và rất là dễ. Đối với mình là một người sống độc thân, nên đều có một bữa cơm ngon như mọi gia đình khác. Thời gian nấu cũng nhanh, dễ bảo quản và rất hợp. Mình có cái nắp của nó, mình có cái nắp của nó, nhưng mà tự vì nó có cái một cái nồi mà đưa vào cái lòng chảo này nè, thì mình hôm bữa mình có một người mời một người bạn tới, thì mình có nấu một bên là cà ri gà, một bên là bò kho, thịt bò. Rồi ở bên phía ngoài thì này thì mình nướng tôm. Nhưng mà khi cô ta tới thì cô ta nói là cô ta không có ăn thịt, nhưng mà cô ta ăn được tôm. May quá thì có cái món tôm mình nướng ngoài này để cô ấy ăn. Thì chỉ có mình thì mình dùng hai món bên trong, cho nên không, mình ăn không hết. Thì nó có cái lòng, cái nồi để đưa vô cái lòng chảo này, nó có cái nắp. Thì mình đã đem ra rồi mình bỏ vô tủ lạnh rồi, mình bọc bỏ tủ lạnh rồi, cho nên nó không còn cái nắp của cái này nữa. Cho nên là may quá là sao là mình có một cái nắp cũng vừa khớp, nhưng mà nó là hình tròn chứ nó không phải là hình vuông, nhưng mà mình cũng tạm đỡ thôi. Nhưng mà vừa rồi mình nấu cũng được, thì khi nào tí nữa nó nguội thì mình lại cho vô tủ lạnh, cho nên cũng không nhất thiết phải dùng cái này. Mà cái này đó rất là tiện, bạn không có cần phải đưa vô trong máy hay rửa chén rửa. Thì bạn chỉ dùng thuốc xịt, bắt xịt lên, xong rồi lấy khăn lau, xong rồi lau thêm nước một lần nữa là cái này nó sạch luôn. Tại vì cái này là nó rất là trơn, nó không có bám, bạn chùi là nó đi ngay. Mà khi bạn nướng cháy cũng vậy, là nó không có sát đít nồi, nó bong ra. Thì khi mà mình xịt đó, thì mình dùng cái loại thuốc này. Mình dùng cái bình thuốc này, mình chỉ xịt xung quanh cái này, rồi mình xịt trong lòng chảo.
xong rồi mình dùng lấy loại khăn mà khăn mềm thì mình chùi đi. Mình chỉ dùng một loại khăn giấy mà dùng một lần. Sau khi mình xịt lên xung quanh nồi thì mình chùi cái lớp này đi. Xong rồi mình rửa cái này lại bằng nước cho sạch, rồi mình chùi lại một lần nữa là rất là tiện. Không cần phải đưa cái máy này vào trong trong bồn rửa nước, tại vì ở trong đây nó có hệ thống điện. Nếu mà nước nó xâm nhập vào bên trong thì có thể nó làm cháy máy. Mà cái loại thép này á, nó rất là dễ chùi và rửa, cho nên cũng không nhất thiết. Nếu bạn muốn sạch thì bạn có thể xịt 2 hoặc 3 lần rồi bạn rửa lại bằng khăn nước 2 hoặc 3 lần đó. Thì không có sợ bị nhiễm vi khuẩn. Còn nếu mà bạn muốn chắc ăn nữa thì trước khi bạn nấu á, nấu một món gì đó thì bạn bật bếp lên, bật cái này lên cho nó thật là nóng, để cái độ nóng của nó tiêu diệt hết những cái lớp vi khuẩn trên bề mặt. Rồi sau đó thì bạn giảm xuống nhiệt độ thì bạn nấu theo cái công thức món ăn của bạn. Đó là cái cách mình thường làm như vậy. Còn không, nếu bạn muốn thì trước khi nấu bạn rửa lại một lần nữa rồi bạn nấu. Nhưng mà cái gì cũng vậy, để có rửa lại một lần nữa thì bạn phải bật bếp lên cho nó nóng. Nóng thật là nóng để nó tiêu diệt hết vi khuẩn. Xong rồi để nó nguội đi, xong bắt đầu bạn nấu lại. Không cần phải đưa vô máy rửa đâu, rất là tiện và lợi. Ok nha các bạn, mình no đúng rồi đó, mình rất là no. Thì video của mình tạm thời dừng ở nơi đây. Mình rất là no nha các bạn. Mình ăn một dĩa cơm, một dĩa rưỡi. Hỏi sao mà không no? Rất là no, rất là ngon. Tại vì cừu á thì nó chỉ ăn cỏ thôi, cho nên đó là lý do mà nhiều người thì Hồi giáo họ không có ăn thịt heo đó. Tại vì họ nghĩ là thịt cừu á, cừu nó chỉ chạy trên mấy cái đồng cỏ thì nó ăn cỏ thôi. Còn heo á thì mình cũng biết, heo ở Việt Nam mình mà nó ăn tạp lắm, cái gì nó cũng ăn hết. Cho nên họ không có ăn thịt heo. Mà mình để ý nè, thịt heo ở Na Uy á có đôi lúc nó cũng hôi lắm. Cái thịt nó nhiều khi mình phải ướp rất là kỹ, tự vì á heo ở đây là nó ở trong chuồng rất là sạch sẽ, có tiêm chủng đầy đủ. Nhưng mà vì cái xứ lạnh á, thịt heo với thịt bò ở đây nó rất là dai, nó không có giống như bên Nhật, thịt bò của Nhật đâu. Cho nên thịt heo nó rất là hôi. Nhiều khi mình nấu thịt heo mình phải ướp, ướp rất là kỹ, phải là ướp qua đêm. Mà không những là thịt heo nha, thịt gà cũng vậy luôn. Tại gà ở đây thì nó cũng nuôi ở trong nhà mà. Mùa đông thì nó cũng có lò sưởi, nhưng mà không biết làm sao nó vẫn có một cái mùi kỳ lạ lắm. Cho nên mỗi lần mình nấu thịt gà cũng vậy, mình cũng phải ướp, ướp qua đêm hoặc là cùng lắm phải ướp mấy tiếng đồng hồ mới nấu, chứ không cách nào mà mua về mà đưa vô được hết thì mình ăn không được. Mà thịt lam nè, mình mua mà thịt tươi á, không đông đá, thì mình không cần phải ướp, mình nấu liền. Nhưng mà mình mua về mà mình để một vài ngày, hoặc mình đã mở ra rồi, nó có hơi vô rồi á, là bắt buộc phải ướp trước khi nấu. Thì càng ở lâu mình càng kinh nghiệm, thì thịt cừu không nên mua loại đông đá, không có ngon. Ok, thì mình cũng no rồi. Thì
Thì video của mình tạm dừng ở đây. Thì một ngày của mình đã trôi qua như vậy. Thì với một người lớn tuổi không đi làm, mình được có một dịp là mình được ngủ 10 tiếng trong một ngày. Trung bình thì mình chỉ ngủ từ 6 tới 7 tiếng, hoặc nhiều nói 6 chứ nhiều khi có chỉ có 5 thôi. Cho nên bây giờ mình có cơ hội được ngủ nhiều thì mình nên ngủ để lấy lại sức, rồi khi mình có công việc lại thì mình sẽ là ngủ ít hơn. Thì ngày hôm nay của mình là nửa ngày là như vậy. Ok, tối nay mình sẽ đưa video lên để cho các bạn xem. Rồi mình sẽ làm một cái video vào ngày Chủ nhật. Ngày Chủ nhật mục đích của mình sẽ là dọn kho và đưa những lớp xe vô. Tại vì mình đã thay lớp xe mùa đông rồi, xe thay ra còn để trên xe, mình phải đưa vô trong kho. Mà nếu đưa trong kho, cái kho tại nhà của mình thì mình phải dọn rồi mới đưa vô được. Còn nếu mình đưa lên kho mà mình có một cái kho riêng mình mướn á, thì mình không cần phải dọn. Nhưng mà dự định của mình là nhà mình đồ rất là nhiều, thì mình phải bỏ đi bớt. Tại vì mai mốt mình có nhà rồi thì mình không có sức để làm. Nhưng mà mình có dự định là mình sẽ mở một cái quán cà phê bánh trái nhỏ nhỏ. Cho nên mình cũng không có ý định là vứt đi nhiều. Như các bạn thấy phía sau lưng của mình đó, là rất là nhiều là thức ăn mình mua về. Rồi có nhiều người người ta đặt hàng, mà đặt hàng tại nhà bạn bè đó, thì mình cũng có thể làm để giao tới nhà cho họ. Nhưng mà với tính cách là bạn bè thôi, người quen và người thân thôi, chứ cũng chưa có được tung ra thị trường những món ăn của mình. Thì khi nào mình làm món ăn mới, mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Ok, chào các bạn có một buổi tối ấm cúng trong gia đình. Còn mình thì chỉ có một mình quen rồi. Đối với như mình như vậy cũng là rất ấm cúng. Ok.